Xin chào cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Hôm nay em mới về chiếc xe Đông Ben đời 2015, tải trọng 8 tạ với giá đang được liên kết trên hệ thống của Đạt Xe Tải là 108 triệu đồng. Các bác hãy cùng em xem qua về chiếc xe này nhé. Chiếc xe này được chủ nhân rất là giữ gìn. Trước đó chủ nhân chỉ chở quần áo nên giữ được sàn sóng rất là đẹp, nội thất còn như mới. Chiếc xe đã có điều hòa và bọc da đẹp, âm thanh vũ trường. Với giá đã được liên kết hệ thống của Đạt Xe Tải là 108 triệu đồng. Em là Đạt Xe Tải, em ở phố Gia Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Các bác có muốn có tư vấn nào về những chiếc xe, những chiếc tải trọng mình mong muốn, hãy liên hệ với em ở số điện thoại lưu trên màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hãy cùng em cùng review qua về chiếc xe chất lượng này nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4 K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ kinh doanh vận tải phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì
thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất, cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em, đăng ký.